quan sát của ban tổ chức ngày hôm nay thì tổng quân số đồng đội của chúng ta ngày hôm nay đã đủ trên sân khấu chưa ạ? Vâng, đủ rồi đúng không ạ? Đủ cô dâu chú rể cũng như đủ cha mẹ hai bên gia đình rồi đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, bất xuất nào chẳng có hoa đào, bước lên sân khấu thì phải kính chào vài câu đúng không ạ? Vâng, xin mời cô dâu Hồng Sen, Thanh Duyên cùng chú rể Văn Tâm cùng với đại diện cha mẹ hai bên gia đình, chúng ta sẽ cúi chào tất cả với cách quý bằng một cái cúi tràn đầy yêu thương nhất được không ạ? Vâng, thay mặt cho gia đình cũng như xin lỡ lời chào đôi mặt trẻ xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chào thân thương nhất. Vâng, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều và xin cảm ơn đại diện cha mẹ hai bên gia đình rất là nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và trai lớn gà vợ, gái lớn gà chồng, đó chính là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Và để rồi câu chuyện tình yêu lớn lao và hy vọng như bầu trời ngang qua cơn mưa luôn tỏa ánh sáng hào quang, dù cuộc sống ngày mai còn rất là nhiều gian nan vất vả, nhưng đôi bạn trẻ của chúng ta thì đã không quản ngại chi, họ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn chân chính và họ đã bước đến một tình yêu cao sang và một yêu mạnh mẽ đúng không ạ? Và hôm nay thì được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự đồng tình chứng kiến của cơ quan chính quyền địa phương, gia đình họ nhà gái chúng tôi cùng với gia đình họ nhà trai đã tổ chức lên một buổi lễ vu quy mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu chú rể trong buổi trưa hôm nay. Và đến giờ phút này đây thì giờ đẹp nhất của chúng ta đúng 12 giờ tròn quý vị ơi, xin không rông dài thêm nữa, kính mong toàn thể quý vị hãy cùng nhau chuẩn bị những tràng pháo tay thật lớn thật nhiệt tình dành cho gia đình cũng như cô dâu chú rể. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ vu quy cho cô dâu Hồng Sen, Thánh Duyên cùng chú rể Văn Tâm. Xin phép được bắt đầu và một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị bạn ơi. Pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Cổng hoa của gia đình họ nhà gái
để chào đón sự xuất hiện của hai gương mặt sáng giá nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Hồng Sen, Sánh Duyên cùng chú rể Văn Tâm sẽ bước lên